và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình Phong Cận TV đây bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tựa game Đại Chiến Người Que. Let's go. Mọi người ơi, đừng có đánh lộn, đừng có đánh lộn. Đừng có đánh lộn nè, từ từ, đừng đánh. Đừng đánh, xem lại. Đánh làm gì á, đừng đánh. Đây, để tôi giới thiệu nha, tôi giới thiệu từ từ. Đầu tiên nha, người que màu vàng xin giới thiệu Phong đẹp trai. Người que màu đỏ siêu nhân đỏ chứng tỏ yêu fan, xem đi nào. Người que màu xanh, cái tính thì hay lanh chanh, thích ăn chanh, đó. Làm thơ luôn. Làm thơ luôn rồi, rồi còn cái còn cái bà kia nữa. Người que xanh lá thì cũng bị xa lánh, xem đi. Rồi thì không biết là Kairon với Simmy là biết thể lệ của trò chơi này chưa nhỉ? Thể lệ của trò chơi này á là đơn giản lắm, là mình vô mình đấm nhau rồi giành là người chiến thắng cuối cùng là được. Đấm nhau, đấm nhau. Đấm nè, không cần thắng, không cần thắng. Rồi. Đó hiện anh màu của ai là người đó thắng. À súng. Trời ơi, cái bạn màu đỏ là ai vậy? Ghê quá vậy. Ui. Từ 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 Simmy, từ từ Simmy, từ từ Simmy, Simmy. Simmy hả? Simmy. Mày là bông đi xem. Xem đâu? Sử đâu? Sử nè. Ồ. Phong thắng vậy. Sao? Không có tại tại anh Phong Cận có kinh nghiệm trong trò này rồi mọi người. Phong Cận có kinh nghiệm rồi. Đúng rồi. Cái này khoan từ từ á, đề nghị phải thả một. Ui. Thôi. Sao mà bị văng xuống dưới vậy? Simmy. Timmy nè, rồi xong. Ai, cay hả cay? Bạn phải để yên để anh em mình giao hữu với nhau chứ bạn. Trời ơi, soi động quá, soi động quá. Tôi không biết là mấy bạn fan có nhớ được hết là ai là màu gì không ta. Ủa, tôi thua luôn rồi. Răng cắn cái thua luôn, Simmy. Cố lên, Simmy. Thua rồi đó, cố. Yes sir. Cay thắng, cay thắng. Màu xanh dương là cay. Alo, từ từ. Có súng. Đâu. Lấy cái súng tôi sợ quá mấy đứa ơi. Lấy cái súng tôi đờ quá. Simmy cầm súng, Simmy cầm súng, Simmy bắn lần xa. Ai đi Sim. Ê cái này bắn kìa. Ôi con rắn kìa Sim, con rắn kìa. Rắn cắn Simmy, rắn cắn Simmy. Rung. Rồi con rắn cắn cay luôn, con rắn cắn cay luôn. Cay đi rồi. Mình đi rồi, Tôi thắng đúng không? Anh màu vàng đang chốt kìa. À, có kiếm rồi. Xuống đây. Lại đây. Phong Cận có kinh nghiệm chơi game này rất là lớn nên là phải 3 đánh 1 mới công bằng. 3 đánh 1 hả? Chơi luôn, 3 đánh 1 thì 3 đánh 1. Vô đây. Nếu như mà Phong chỉ cần thua một người bắn tôi là tôi đi luôn. Phong chỉ cần thua hay là coi như mấy người kia thắng được chưa? 3 đánh 1 hả? Ghê quá. Hình đánh một với Phong không? Ê mọi người khoan đi ra. Sim xem đi ra để cay muốn khiêu chiến với Phong. Ba. Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi. Một. Múa. Bám chú đi đỏ. Phong lên đỏ. Đi rồi. Phong dẫn thắng. Phong dẫn thắng. Yeah. Chịu thật chứ. Đây qua đánh Phong. Khó chịu luôn. Ui. Phong 3 đánh 1 luôn nha, Phong 3 đánh 1 luôn nha, Phong ơi! Trời ơi, Phong thua. Yes sir. Cái em chơi hay gì? Em chơi hay á. Ai hay? Ai? Ủa, sao tôi bị đá văng ra ngoài? Bạn bay bầu rồi. Tôi bị đá văng ra ngoài. Yes sir. Cái thắng, cái ghê vậy? Mình sẽ sớm đấu lại bạn thôi. 3 đánh 1 không? Không sao, em không nghe. Ủa, tại mọi người không lùng như bộ. Em là em chơi theo tiêu chí không sợ ai hết. Dù em có tôi cũng không sợ. Trời ơi. Phong không thể nào thua được, các bạn hiểu không? Mấy bạn fan hiểu không? Phong không thể nào thua được. Sam, trốn đi Sam. Đánh đồng xuống chứ. Bắn không thể đâu rồi. Phong ơi, xin lá cây. Thắng được lần rồi, vui. Simmy hả? Tôi chưa có một mạng nữa các bạn. Tôi thắng chục mạng rồi. Tôi không sợ ai hết á. Một mình Phong cân ba. Cái súng. Chạy. Màu đỏ. Bay màu đỏ. Kiếm. Ui. Kiếm. Trời ơi, cái kiếm đây ơi. Simmy à. Wow. Ông ơi,
Sammy ghê quá, Sammy ghê quá vậy? Màu đỏ là Sammy đúng không? Ôi. Ôi. Kêu dính chuột. Ui. Ủa. Màu xanh thắng rồi, ghê em. Cay bánh xịn hết rồi. Cũng dễ thôi đó mà. Phong, ôi, cái giáo, ôi, xin. Tôi lầm được cái giáo. Ai em, đừng mà, ai đây, được rồi, đâm nè. Mọi người ơi. Từ gì? Tôi chưa kịp cầm vô bàn phím. Sợ đi xem. Ồ, hay quá Sam ơi. Ôi Sam. Có gì định. Ơi, tiếp theo là gì đây? Ê, ông chỗ hả? Ôi, súng à. Ôi, chạy đi. Cẩn thận. Trời ơi, xin lỗi rồi. Ê à, trời ơi, màu xanh. Màu xanh đánh liên tục luôn á. Đây rồi, súng đây rồi, bắn. Em nó nhanh lắm luôn đó. Nhanh mà, mọi người chậm quá thôi, hiểu không? Tên, cay chiến vậy. Simi té rồi. Không ai cờ luôn mà. Tôi té luôn. Hai người đi cùng một lúc. Simi còn bị dính ở trên. Ủa mọi người đang chơi trò. Quá đỉnh. Đi qua đá cái Sam đi luôn. Sam nè. Tôi ghét ông nội này. Không ác quá à. Không ác thật sự luôn á. Ác gì người ta game người ta phải bắt buộc phải thắng chứ, ác gì trời. Ác. Trời ơi. Chạy đi Phong. Trời ơi. Em bắt đầu thích nghi được rồi, thấy Phong đỉnh không mấy bạn? Các bạn fan thấy Phong đỉnh không? Ui. Bạn fan thấy Phong đỉnh không mấy bạn fan? Mấy bạn fan ơi. Bạn fan đi đâu tiếp à? Vậy mà cũng té được, trời ơi, bị dướng cái chân mấy bạn. Dướng. Bị sao? Hay quá sao? Dướng gì? Núp à. Cho qua anh kia. Hay quá sao? Mình đi rồi. Cố anh Sam ơi. Các bạn xanh dương này chiến quá. Ngầu nha. Tụi không thấy gì trơn á. Không thấy thì bây giờ thấy. Thấy không nè, con rắn nè, thấy không, con rắn không? Cây ơi, cây ơi. Súng nào, súng này nè. Cắn. Đào. Ủa? Còn kẻ nào? Sao mùa sáu? Sammy diễn. Sam diễn viên. Ê, cái gì vậy? Diễn viên nè. Tôi thật ra tôi thấy game này không chuẩn. Phải làm sao cho nó công bằng chứ. Ôi trời ơi. Con trai thắng con gái rất là lớn. Không công bằng. Ôi cái này người ta chơi đơn rồi nói gì? Mọi người coi highlight của Phong Cận nè. Yeah. Trời sao nó hay quá vậy? Fantasy nó hay vậy? Dưới cái đầu rồi, Sim ơi. Người nhận Spider Man tôi bị dính keo, trời ơi. Sam bị cắn. Sam bị con rắn nó cắn. Ôi, dính keo. Ôi. Kiếm đâu vậy súng? Rồi vô đây. Vô gì? Sam tự té luôn à. Trời ơi. Vô đây. Trời ơi, quá nhanh. Sao Phong vẫn thắng vậy mọi người? Tại vì Phong đỉnh đó, hiểu không? Cái này là chuyện xui gũi thôi. Ủa? Ê. Yes. Trời ơi, xui thật. Nhảy nhiều lên. Ui, cái này nó sập nha, cái này Phong sập nhanh lắm nha. Rồi. Lâu cái đại bác nhưng mà vẫn chết. Yeah. Yeah.
Sao Phong vẫn thắng được hả? Tôi vẫn thắng. Nếu em nằm luôn vậy em biết kỹ năng cả, kỹ năng cả. Té xuống dưới hố là xong á. Ôi cái súng kìa, cái súng kìa, cái súng kìa, cái súng kìa, cái súng kìa. Trời ơi, quýnh tôi chết luôn vậy cái đó. Chứ còn gì nữa. Ôi. Ê Sam đá cái đó đi luôn ba. Cái đó bị đạp văng xa 10 mét luôn ba. Lại là cuộc chiến của hai chị em. Ủa? 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 Giờ mới bị, giờ mới bị. Thôi để cái này kẹp, không làm gì thì sao? Không làm gì bây giờ sẽ nằm xuống em ơi, mày nằm xuống. Tôi vẫn nắng, tôi vẫn nắng. Tôi quá đỉnh. Bảy. Sammy nằm bên dưới. Sammy nằm. Sammy vừa bứt phải. Môi. Sammy nằm bên dưới. Sammy nằm bên dưới. Sao Sammy bị đè? Kiến tàu kiến trúc. Nhào đây, nhào đây, nhào đây. Ôi. Một vị vua không cần làm gì cả. Quá dữ luôn cái chứ. Đá Phong đi mọi người, đá Phong. Đâu diễn nè, Phong diễn nè mọi người, Phong cũng diễn nè. Diễn xíu. Mình sẽ là người thắng, mình sẽ là người thắng. Trời ơi. Phong vẫn thắng. Phong vẫn thắng. Trời ơi. Nhìn thôi là cũng biết là ai là pro VIP rồi. Ai vậy? Ai? Là không chứ là ai? Trời ơi! Phong cố lắm mày đó. Mày ghê như pha đâu, nó mày quá trời luôn. Chui xuống đi! Chui xuống đi! Ôi, chạy đâu bây giờ? Bắn cái cục đi đâu? Em đã che cho chị rồi đó. Cảm ơn em. Phong với cay kìa. Bắn nó đi. Chẳng cục nó đi. Này đi đánh này lộn xộn hết, không thấy gì hết trơn á. Yeah. Vẫn là màu vàng. Vẫn là màu vàng Phong cận TV. Bị đập nút cái. Nè, xin bắn ai. Trời ơi, bạn làm gì? Bạn tự hại bạn ơi. Cái bạn bắn là bị đứt dây xích đấy không? À, Soka. Sao đi đâu lên đây chơi vậy? Đưa súng này. Đừng em, đừng em. Tất cả đừng em. Simi à, bạn tưởng là bạn núp ở dưới đó mình sẽ không làm việc gì bạn sao? Mình đâu muốn núp đâu, mình bị kẹp mà. Tạm biệt. Quá ngầu. Quá ngầu. Ngầu vậy? Ngầu. Rồi. Cái đó cây AK. Ôi cây bắn. Không phải nhưng mà thật sự từ nãy là Cây ơi. Trời ơi trời. Chị thấy em thảm bại. Sơ. Tuy tôi chỉ là một cây que, nhưng mà tôi có Phong quá đỉnh, quá đỉnh với Phong luôn. Đánh nhau đi mọi người ơi. Chết tôi rồi. Sao bạn? Cái! Ôi! Quá đỉnh. Ngu dốt. Cái ơi, pha vậy sao? Mặt mũi đâu về gặp gia đình cây ơi. Thôi mẹ ơi con nước bạn rồi. Cây đó chết à. Trời ơi. Chẳng là gì hả bạn? Sao nãy hả? Sim ơi, mình có thật sự là ổn không ạ? Từ nãy giờ là mình toàn bị kẹt không mà mình toàn bị xử không à. Trời ơi, bắn đã quá. Chị ơi. Cảm giác bắn mà nó sương chứ đâu các bạn ơi. Cây súng đây rồi. Ôi. Chị vậy để em cũng phải chạy được. Bạn tưởng là tôi đã chết rồi sao bạn Sammy? Không ai để tâm đến cô ấy. Tôi chưa chết đâu. Let's go. Quá ghê. Mình thấy cái pha đó nó ngầu quá không? Ừ ngầu. Ôi. Yes.
Pha đó nhanh quá vậy, pha đó nhanh quá vậy. Ê, cứu, cứu, chừng tôi đây, coi thấy tôi không, coi thấy tôi không. Yes sir, yes sir. Ôi, 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 ôi. Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Mọi người làm gì, mọi người làm gì? Mọi người núp đi. Tại sao tôi vẫn té vậy? Màu đỏ, tránh, chứng tỏ. Chứng tỏ yêu ai, chứng tỏ yêu ai, yêu ai, yêu ai. Yêu tôi chứ, yêu ai. Yêu tôi, ấy. Xử phong đã, xử phong đã. Xử rồi. Rồi cả hai đều có súng, cả hai đều có trời, súng. Trời, cả hai đều có súng. Ai đây? Thôi xử được phong là mừng rồi, xử được phong rồi. Yeah. Yeah. Nhưng mà Phong vẫn đang nhiều điểm nhất. Sau 100 trận bị kẹp thì tôi đã có thể chiến thắng. Rồi rồi, chạy đường nào đây? Chạy đường nào đây? Chạy đường nào đây Phong ơi? Chạy đường nào đây? Sao phá hết? Sao phá hết? Sao phá hết tất cả mọi chạy đường nào rồi mà sao sao? Hay quá sao cứ từ từ mà gặp nhau, mà từ từ gặp những nỗi đau hiểu không? Đau không? Nhau đau không? Đau không? Ôi! Ôi! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đấy liền. Ôi trời ơi. Sim thắng à? Sim thắng luôn hay gì? Ủa khoan từ từ nãy giờ thấy Sim thắng im vậy mọi người. Tôi muốn nói một cái vấn đề này là Sim Bi từ nãy giờ thật sự luôn là một cô bé như kiểu chơi game đánh nhau nhưng mà bị tự kỷ á. Cứ đứng một góc trốn. Nấp phải sao? 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 Tôi không hề cố tình núp nhưng mà chỉ không biết cách để di chuyển. Đúng rồi. I'm so tired. Bạn ơi, bạn di chuyển bằng nút mũi tên đó bạn. Chứ bạn không hồi, sao bạn không hồi? Xin quỳ xuống luôn hả? Xin quỳ luôn hả? Nhảy lên đi em, nhảy lên, không em chết đó. Kai à, bạn coi mình. Ủa. Ê sao nó rơi xuống chứ? Yeah! Tôi giỡn thắng. Tôi giỡn thắng. Sao 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 sao? Sao sao? Sao? Đánh em nữa mà. Muốn gì? Muốn gì vô đây? Vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Muốn gì nè, muốn gì nè. Rồi mình đi luôn. Trời ơi. Thôi rồi mọi người. Từ nãy giờ chúng ta đã chơi với nhau bao nhiêu trận rồi. Nhưng mà nói chung là ai cũng biết là tôi là nhiều điểm nhất đúng không anh em. Nhưng mà thôi, tôi nhường anh em ở chỗ như thế này nè. Là bây giờ chúng ta thi đấu một trận cuối cùng này luôn. Từ từ đếm 3, 2, 1 mới lụm cái súng mới bắn hiểu không. Rồi ok, ai thắng trận đây là thắng luôn, chơi không? Rồi ok, chơi luôn. Rồi luôn nha. Mấy bạn fan, mấy bạn nghĩ ai chiến thắng trong trận cuối này comment xuống bên dưới. Bạn nào đoán đúng tôi sẽ thả tim cho bạn đó nha. 3, 2, 1. Xanh dương là cây đơn. Tí nữa thì là xui. Wow. Mới đặt chân vô bàn đau quá. Còn đáng phân kích. Đáng quay quay kìa. Phong vẫn thắng. Phong vẫn thắng các bạn hiểu không? Phong vẫn thắng. Game này khó chịu luôn á. Thôi ok bạn ơi, vậy là coi như trong trận này là mình với Sammy về cùng với Kairon và Sammy và Simmy. Chúng ta mình đã cùng nhau thi đấu người quen xong rồi. Và mình đã là người giành chiến thắng cuối cùng bạn ạ. Mình vẫn thắng nha anh em nha. Ôi, còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Kairon. Mua không? Phong giận. Trời ơi. Không hiểu lắm.